Bảo lên tiếng. Dạ. Ở đây chúng ta thấy là cái bạn Ever này đang di chuyển tới một cái ngôi nhà mới, thì ở đây người ta theo dõi cái gì đây? Theo dõi gì? Dạ. Theo dõi Cái gì? cây ở ngoài Theo cái dõi cây cái gì? ở chiều cao của cái cây. À, theo dõi cái chiều cao của cái cây bên ngoài cửa sổ. Thì ở đây người ta cho biết H là đại diện cho cái gì? Dạ, cái chiều cao của cái H cây là chiều cao, còn T là là số năm từ lúc mà cái cô này chuyển tới. dọn tới. Thì bây giờ chúng ta thấy một cái cây ấy, là nó phát triển theo năm, tức nghĩa là người ta có thể tính ra cái trung bình là một năm cái cây nó sẽ là cao bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy rằng nó, ví dụ như cái cây nó bằng này, nó cao bằng này. Bây giờ chúng ta thấy là cứ mỗi một năm nó tăng lên, cứ mỗi một năm nó tăng dần. Không hiểu sao cái này nó bị sao đây. Chúng ta thấy là mỗi một năm nó cứ tăng lên như vậy. Bây giờ người ta cho chúng ta một cái hàm số này rồi, thì số 33 này chúng ta hiểu nó là cái gì đây? Dạ, tốc độ tăng trưởng của Đúng cái rồi, cây chúng ta theo thấy từng nó năm. là cái tốc độ tăng trưởng là 33 cm trong một giây, trong một năm. Vậy thì nếu chúng ta nhân cho cái số năm là T thì chúng ta ra được cái này là cái gì? 33 T nó là cái gì bảo? Dạ, chiều cao mà nó phát triển lên từ khi mà Lên cái thêm cô này đúng chuyển không? tới. Dạ. Phát triển lên thêm. Vậy thì chúng ta hiểu cái 210 này là gì? Dạ, 210 là chiều cao ban đầu. Rồi, chính xác, nó là chiều cao ban đầu. Bây giờ người ta hỏi chúng ta cái câu này là how fast, là chúng ta thấy cái giá trị nó bằng bao nhiêu cm một năm. Dạ, ba ba. Vậy là chúng ta hình dung ra được cái câu hỏi của người ta là 33, 33 cm trong mỗi năm. Bạn thứ hai mời bạn An. Bạn An. Tương tự như vậy thì D nó là cái số tiền gì đây? An. An. Thầy gọi tới tiếng thứ mấy rồi? Dạ. D là đại diện cho cái gì đây? Cái số lượng còn lại Số lượng gì mới được chứ? Depth nó là dép cái gì? Nó là cái số nợ đó, phải không? Nó là cái đúng. số nợ còn lại sau t tháng. Vậy thì người ta cho chúng ta một cái hàm số này tuyến tính là đường thẳng đấy, thì chúng ta hiểu cái 9.000 đây là gì? Là cái Nếu chúng ta cho t bằng 0 thì cái d nó bằng mấy? bằng 9.000. D bằng 9.000, mà D ở đây là nói về cái số nợ còn lại. Vậy thì chúng ta hiểu 9.000 nó là cái gì? 9.000 sẽ là cái tổng. Là cái gì? Khi thời điểm T bằng 0, tức là chúng ta chưa trả nợ, thì cái số nợ của chúng ta là bao nhiêu? 9.000 9.000. à, Vậy 9.000 đây là số nợ ban đầu. dạ. Đúng chưa? Rồi, còn cái trừ 200 là cái gì? Trừ 200 sẽ là cái số được trả. Số tiền chúng ta trả trả trong lâu? Trong t tháng. Sao trong t tháng? Cái trừ 200 ở đây á, cái dấu trừ là thể hiện cái gì? Là số tiền chúng ta trả. Số 200 là số tiền chúng ta trả trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 tháng. Ở đây nó ghi là tháng. Vậy là trả được 200 đô la trong 1 tháng. Vậy thì cái 200 này nó là cái giá trị. Còn nếu chúng ta thêm dấu trừ, tức là chúng ta hiểu trừ 200 là chúng ta trả nợ. Ban đầu là nợ 9.000. Vậy thì mỗi tháng chúng ta trả 200 đô. Có nghĩa là chúng ta biểu diễn là trừ đi 200.
Vậy thì nếu t tháng thì chúng ta phải lấy cái trừ 200 này nhân mấy? Nhân t, được chưa? Nhân t. Rồi bây giờ người ta hỏi câu hỏi là muốn đi trả lời cái gì đây? Luôn là cái Size of Harry Loan là gì? Là kích thước của cái món nợ mà đi vay đấy. Kích thước. Cái size, cái kích thước hay còn gọi là cái số lượng. Vậy thì cái bạn này đi vay bao nhiêu tiền? Bạn này đi vay 9.000. À, chúng ta thấy cái số tiền đi vay là 9.000. Tại vì chúng ta chưa trả hết tay nó bằng không. Thì chúng ta thấy cái món nợ là 9.000. Chúng ta cần đọc hiểu một cái bài toán mà nó được biểu diễn dưới dạng hàm số thì sẽ trả lời được câu hỏi. Mời bạn, mời bạn Vi Luân. Đây là một cái đại lý hay là một cái gì đó, hay là một cái người ở cục an ninh gì đấy, CIA này, phân loại các dữ liệu, cái file, cái dữ liệu từ một cái mainframe là máy tính ấy, phân loại vào trong cái này. Thì người ta cho S là cái gì luôn? S là đại diện gì đấy? S là cái size của cái file của trên cái drive đúng không? Kích thước của cái file này trên cái ổ đĩa. Sao gì? T dây. T dây. Tức nghĩa là một cái máy tính mainframe, người ta cần copy nó sang ổ cứng chẳng hạn. Thì lấy cái ổ cứng, người ta copy sang. Thì chúng ta thấy là S là kích thước của cái file mà chúng ta đã copy được sau T dây. Rồi, sau T dây. Kích thước của cái file trên cái ổ đĩa đó. Bây giờ ta yêu cầu chúng ta đi tìm gì đây? Cái số megabyte mà nó được chuyển hóa trong 10 giây, trong mỗi 10 giây. Trong mỗi 10 giây chúng ta tìm sao? Thì cái 45 là cái size ban đầu của nó. Thì cái 5T ở đây là cái được cộng thêm vào mỗi giây. Thì đây người rồi, ta kết hỏi quả là là 10 nhiều? giây, Kết quả là nhiều? 50. 50. 50. Tại sao lại chỉ lấy 5 nhân 10? Nói thầy nghe xem. 45 là nó là cái ban đầu nó có sẵn, còn cái 5T đấy là cái nó cộng thêm vào mỗi lần mà nó chuyển. Đúng rồi. Và Chúng trong ta thấy đây. Cái số 5 ở đây nó là cái gì? Số 5 ở đây nó là tốc độ chúng ta copy. Mỗi Tức giây. nghĩa là được 5 gì? Megabyte trong một giây, đúng không? Bây giờ người ta hỏi là trong mỗi 10 giây thì nó copy được bao nhiêu? Thì chúng ta gấp mấy lần? Gấp 10 lần lên. Chúng ta nhớ rằng là cái tỷ lệ 5 megabyte trên 1 giây, chúng ta phải xét cái tỷ lệ này. Thì 5 megabyte này tỷ lệ nó là bao nhiêu? Chúng ta thấy là có phải ở đây chúng ta viết lại nó là 5 megabyte trên 1 giây. Vậy thì bây giờ trên mỗi 10 giây là chúng ta gấp mấy lần lên? Gấp mấy lần? Năm. Gấp 10 lần nữa lên để chúng ta được 10 giây. 10 giây này. Gấp 10 lần lên này. Còn cái 5 megabyte này nó cũng sẽ tăng lên bao nhiêu lần? 10 lần. Vậy thì cuối cùng cái tỷ lệ này chúng ta là bao nhiêu? Bao nhiêu? 50. 50 megabyte trên 10 giây. Vậy thì ý người ta đang muốn hỏi đây là mỗi 10 giây. Cái every đây là mỗi 10 giây. Mỗi 10 giây này. Thì cái dung lượng là bao nhiêu và chúng ta tìm ra được là 50. Vậy thì theo ý kiến của bạn như vậy là 50. Bạn nào đồng ý cho tay thầy xem. Bạn nào đồng ý kết quả của bạn là 50 megabyte giơ tay. Người ta hỏi mỗi 10 giây nhé. Những bạn khác thì sao? Phúc Anh có đồng ý không? Thầy hỏi mong tới phản hồi.
Vậy thì cho ý kiến khác. Dạ, dạ đọc với thầy con. Bạn Minh Ngọc, Âu Gia Bảo. Gia Bảo có đồng ý không? Gia Bảo thấy có ý kiến gì khác không? Hoặc là thắc mắc chỗ nào cho thầy ý kiến? Thầy không thấy Gia Bảo phản hồi. Rồi, bây giờ thầy check thử nhé. Hoàn toàn đúng nha các bạn. Rồi, bây giờ mời bạn Âu Gia Bảo. Bạn Bảo đâu? Cho thầy ý kiến. Ở đây người ta nói là cái ông này đang làm gì? Parole ở đây là nó liên quan tới một cái hố chôn gì đấy. Thì anh ta bắt đầu đào nó. Thì người ta cho biết cái biểu thức A này là đại diện cho cái gì? Nó liên quan đến cái độ sâu so với mặt đất. Tức nghĩa là chúng ta lấy cái mặt đất đây. Ông này ông muốn đào. Đào xuống. Cho nó đi sâu xuống. Thì cái độ sâu người ta đào được, biểu diễn nó là A. Đào được tới đâu nó là A. Và cái A này được tính là bằng gì? Trừ 2.3 nhân T trừ 7. Bây giờ cho thầy biết là cái trừ 7 nó là cái gì bạn Bảo? Trừ 7 là cái gì Bảo? Bảo. Để thầy gọi nhiều quá mất thì giờ của thầy và các bạn. Chúng ta học chúng ta phải tương tác. Thầy không thấy Bảo phản hồi. Nếu mà tình trạng học như vậy thì chắc không đi tới đâu cả nếu mà chúng ta không phản hồi nhé. Rồi thầy mời một bạn khác cho thầy ý kiến coi, mời bạn Kim Phúc. Kim Phúc. Dạ. Yeah. Trừ 7 nó là cái gì Phúc? Dạ yeah, cái độ cao lúc đầu. Không phải là độ cao. Dũng trừ mà, còn là độ gì? Độ sâu. À, trừ 7, ví dụ chúng ta thấy là cái này bằng 0, mặt đất là 0. Thế giờ bạn đào xuống được trừ 7 mét. Còn cái trừ 2.4 nó là cái gì? À, trừ 2, 2.3, phụng. Trừ 2.3 nó là cái gì, phụng? Dạ, cái vận tốc. Đúng rồi, cái tốc độ đào của bạn đó đào xuống là 2.3 mét trong một giây. Vận tốc là tính đơn vị nó là cái gì Phụng? Trả lời nhanh lên. Dạ. Yeah. Cái tốc độ đào của bạn ấy là đào được bao nhiêu? 2 trừ 2.3. Thì 2.3 đơn vị là gì? Mét trên phút. À, mét trên phút. Rồi bây giờ bài toán này người ta hỏi chúng ta là how far, tức nghĩa là bao xa bên dưới mặt đất khi anh ta chôn nằm xuống này, là khi bắt đầu làm gì? Đào hay là như thế nào? Bắt đầu đào. Vậy thì mình chọn là bao nhiêu? Dạ 7. 7 hay trừ 7, nó chính xác. Dạ 7. Rồi, tại sao nó không phải là trừ 7 mà là 7? Bạn nào đồng ý là 7 giơ tay thầy sang. Bạn nào nói 7 giơ tay. Bạn nào nói 7. Có mình Thiên Bảo, Kim Phụ, Thanh Nghi. 7 hết trừ 7, Thanh Nghi. 7 à? Không, 7. Nhận 7, 7 à? 7, tại sao không phải là trừ 7? Giải thích xem. Tại vì nó đã có 7 mét below rồi. À,
Nó ghi là below, tức nghĩa là thể hiện nó là đã là ở dưới rồi. Ở dưới rồi. Còn khi nào chúng ta ghi chữ trừ 7 thì cái dấu trừ ở đây là nó đại diện cho cái chữ below. Được chưa? Thế ý kiến của bạn là như vậy. Rồi. Đúng chưa? Người ta hỏi là bao xa là hỏi cái gì? Hỏi cái khoảng cách chứ không phải hỏi cái giá trị. Chúng ta học về số âm thì chúng ta phân biệt ra là 0 trừ 7. Thì cái con số trừ 7 nó gọi là cái value của nó. Cái value. Còn khi hỏi cái distance là chúng ta hỏi, chúng ta trả lời là từ cái vị trí của cái giá trị đó cho đến 0 nó là bao nhiêu. Cái này nó là value của cái con số. Còn cái này là cái distance, là cái khoảng cách. Nên khi người ta hỏi how far là hỏi cái distance của nó thì chúng ta trả lời là 7. Ok. Rồi đó. Thì chúng ta cần phải nắm rõ cái cách biểu diễn một cái phương trình đường thẳng diễn đạt cho một bài toán đố, và chúng ta phải trả lời các câu liên quan. Cái phần cơ bản chúng ta học rất nhiều ở lớp 8 và lớp cái phần pre-algebra rồi. Sáng đây thì chúng ta vận dụng thôi. Rồi mời bạn Thiên Bảo. Bây giờ vẽ cái đồ thị này vẽ sao đây? Thiên Bảo. Dạ. Yeah. Đây là cái phương trình đường thẳng. Bây giờ sao vẽ nó? Dạ, yeah, đặt x bằng. Cái gì? Chúng ta kẹt, chúng ta lấy hai cái giá trị, hai cái cặp giá trị mà cái đường thẳng này đi qua. Giả sử những cái đường thẳng này chúng ta minh họa nó là cái đường này. Vậy thì chúng ta chấm, chúng ta lấy hai điểm bất kỳ, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể chọn ra hai giá trị SI nó thỏa mãn. X đầu tiên lấy bằng mấy? Bằng 0. Yeah. Thì cái Y nó bằng mấy? Dạ, yeah, trừ 3. Rồi, chúng ta lấy một cái X khác đi. Ví dụ X nó bằng 2 chẳng hạn. Thì Y nó bằng mấy? Dạ, trừ 6. Trừ 6. Rồi, chúng ta chấm hai điểm đó là chúng ta vẽ được. Chúng ta xem điểm thứ nhất này. X bằng 0, Y bằng trừ 3 nằm đây. Và trừ 3 chính là giá trị ban đầu. Rồi, X bằng 2. X bằng 2, Y bằng... X bằng 2 này. X bằng 2, Y bằng trừ 6. Chúng ta thấy là nằm đây. Và chúng ta còn một cách nữa mà chúng ta cũng cần phải nhớ lại kiến thức cũ, là với cái cặp tọa độ x bằng 0 thì chúng ta thấy là y bằng trừ 3. Bây giờ chúng ta biết được cái slope chỗ này là trừ 3/2. Thanh Nghi cho biết là cái slope mà bằng trừ 3/2 nghĩa là sao Thanh Nghi? Dạ, có nghĩa là đi là để bằng y chia ra x. Là thì chúng ta hiểu đây là x nó tăng mấy? X nó tăng 2 thì y nó giảm 3. Rồi, x nó tăng 2 và y nó giảm 3. Ta lùi xuống. Chúng ta cũng chấm được cái điểm này luôn nha các bạn. Thầy dùng hai cách để các bạn hiểu được cái slope này. Trừ 3/2 nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta tăng 2. Cái x này nó tăng 2 từ cái điểm mốc là 0 trừ 3 này, từ một điểm này. Bởi vì sẽ có bài toán người ta cho chúng ta điểm và cho chúng ta cái slope, chúng ta yêu cầu dựng đường thẳng chứ không phải là người ta cho hẳn cái này đâu. Vậy thì như bạn nói là cái delta x tăng 2 và y này nó là trừ 3 nên nó giảm 3, nó đi xuống đục ở đây, được chưa? Đó cũng là một cách. Bây giờ cách thứ hai mà thầy muốn mô tả nữa thì các bạn có cách mô tả nào? Thầy mời bạn Thanh Hạ. Yeah. Nếu mà thầy không ghi là trừ 3/2 mà thầy ghi là 3/2 nghĩa là sao? Là x nó giảm 2 thì còn y thì tăng 3. Đúng rồi. Chúng ta thấy bắt đầu mốc chúng ta là điểm này. Chúng ta lấy cái delta x nó giảm 2 là nó phải đi qua trái nha. Nó đang từ 0 mà nó đi qua trái thì nó đến trừ 2, tức là nó đang giảm 2 đấy. Giảm 2. Rồi,
Và cái y nó tăng 3 là nó đi lên đây. Vậy là chúng ta có cái điểm này đúng không, Thanh Hà? Dạ đúng. À, chúng ta có hai điểm này, chúng ta vẽ lại cũng đúng nha các bạn. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái shop mà chúng ta đã học. Thầy vận dụng lại cũng là cách để mà thầy ôn cho các bạn hiểu thêm về slope đó. Mời bạn Thanh Nghi vẽ này. Dạ. Đầu tiên, điểm đầu tiên là mấy? Là x bằng 0 à? X bằng 0, y bằng mấy? Trừ 9 à. Trừ 9, rồi sao nữa? Dạ, dạ cho x bằng 1. Rồi, x bằng 1 thì y bằng mấy? Dạ, thì e bằng trừ 5 à. À, y bằng trừ 5. Làm điểm này. Hoặc chúng ta hiểu là x nó tăng 1 đúng không? Tại cái hệ số nó là slope nó bằng 4 này. X tăng 1 thì y tăng mấy? Dạ, y tăng 4 ạ. Rồi, chúng ta sẽ được cái xác định được cái điểm này. Còn bạn thế x bằng 1, bạn cũng ra được cái y nó sẽ là trừ 5. Thì nó nằm ngay đúng cái điểm trừ 5 này. Bạn cũng vẽ được. Rồi, tương tự như câu khác, các bạn về nhà, các bạn luyện tập vẽ cho thầy. Không có gì khó cả. Những cái nào đơn giản thì thầy sẽ sửa ít thôi. Âu Gia Bảo, An, Minh, Anh, Quỳnh Giao cũng thấy vắng mặt. Không biết Quỳnh Giao vô chưa? Rồi. Bạn Âu Gia Bảo thì không phát biểu. Chỉ nghe không phát biểu. Thầy mời bạn An. An đâu? À, dạ. Rồi chúng ta nhìn vào đây, có biết được cái giá trị ban đầu nó là mấy không? Giá trị ban đầu nó là 2. Cái gì? Trừ 2. Trừ 2, nó cắt trục tung. X bằng 0 thì nó cắt trục tung. Trục đứng đấy là trừ 2. Còn cái slope nó bằng mấy biết không? Dạ, biết ạ. Mấy? Ví dụ từ điểm này, chúng ta thấy nó tăng lên cái điểm chẵn này, đúng không? Thì yeah. Chúng ta thấy là x nó tăng mấy đây? Nó sẽ tăng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 này. 4, 8. 8. Tới số 8 mà. Yeah. Rồi, cái y nó tăng mấy? Tăng mấy? 6. 6. Vậy thì chúng ta thấy là 6 phần mấy? Dạ, nó sẽ là 6 phần 8. Đơn giản đi, cho 2 thì còn lại là 3 phần. Từ. Vậy là chúng ta xác định được cái slope của nó chưa? Dạ rồi. Rồi, thế vào. Khá là đơn giản. Mời bạn Vũ Minh Ngọc xác định cho thầy. Minh Ngọc. Giá trị ban đầu nó là mấy đây? 5. 5. Rồi, thầy điền 5 vào. Rồi, slope nó bằng mấy? Slope nó bằng mấy? Chúng ta phải chấm một cái điểm mà nó chẵn này. Nằm đây. Xong rồi, nó phải di chuyển lên điểm này. Thì chúng ta thấy là qua đây là giảm mấy? Giảm mấy không? Trừ 4. Rồi nó tăng mấy? Tăng mấy đây? 8. Rồi. Vậy thì chúng ta tính được cái slope của nó là 8 phần. Trừ mấy? 4. Trừ 4. Vậy thì chúng ta chia ra là trừ 2. Vậy chúng ta thấy cái slope vào. Chúng ta biết được nó là trừ 2 chỗ này. Rồi. Tương tự như câu khác. Các bạn cũng làm đúng vậy thôi. Bởi vì nhiều bạn không có hiểu và sai nên thầy mới phải sửa. Ở đây là Khánh Loan, Gia Bảo, An, Quỳnh Giao, Minh Anh. Rất nhiều bạn là không vững chỗ này. Rồi chúng ta có đi qua hai điểm, chúng ta xác định cái slope của nó. Mời bạn Thanh Hà. Yeah. Nó đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất là A. Điểm thứ hai là B.
B đây là A. Thì chúng ta tính cái slope tính ra đây. Dạ lấy trừ 2 trừ cho 6. À, chúng ta tính cho... delta Y thôi. Chia delta X. Thì chúng ta phải trừ theo thứ tự. Lấy 6 trừ. Cho trừ 2. Rồi chia cho. Chia cho trừ 1 trừ 7. Trừ 1 trừ 7. Và chúng ta tính cái slope ra bằng mấy đây? Dạ là 8 phần 8. Trừ 8 là bằng trừ 1. Rồi slope bằng trừ 1. Rồi làm sao chúng ta biết được cái hệ số ban đầu? Làm sao chúng ta, tại vì nó có dạng là A nhân X cộng B mà. Thì chúng ta tính slope được rồi, sao chúng ta tính được cái B này? Đấy. Sao tính được cái B bên, này khó đấy. Chuyển cái AX qua bên vế trái xong rồi tính cái B. Tính cái B. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta thế vào nha, thì chúng ta thấy được nó là Y bằng trừ X cộng cộng B đúng không? Dạ. Yeah. Mà cái này nó cũng nó là một cái phương trình nó chứa cái điểm này. Vậy thì chúng ta thế vào đây được không? Dạ yeah, được. Rồi thế vào Y bằng 6 bằng trừ X là mấy? Trừ X là mấy đó? Thế vào nó là trừ trừ 1 phải không? Dạ. Yeah. Cộng cho B. Thì chúng ta tìm được B bằng mấy? B bằng mấy? B bằng 5. 5. Thay vào. Chúng ta biết B bằng 5. Vậy là Y bằng trừ X cộng cho 5. Mời bạn Kim Bảo. Dạ. Yeah. Ra slope bằng mấy? Slope. Lấy cái nào trừ? Dạ, cái trừ 7 trừ 9. Trừ 7 trừ cho trừ 9. Ở dưới nó phải trừ theo đúng thứ tự luôn. Chúng ta lấy trừ 7 của cái này thì bây giờ chúng ta phải lấy trừ. Trừ 10. Trừ cho trừ. Trừ cho trừ 5. Vậy ra mấy? 2 phần trừ 5. 2 phần trừ 5. Rồi, chúng ta viết được là Y bằng trừ 2 phần 5 S cộng cho B đúng không? Hệ số ban đầu chúng ta chưa biết. Bây giờ chúng ta thế vào, thấy cái tọa độ của một cái điểm nào đó bất kỳ thế vào đây. Chúng ta tìm được B. Thế vào, Y bằng mấy? Y bằng trừ 7. Trừ 7 trừ 2 phần 5 nhân? Trừ 10. Trừ 10 cộng B. À, rồi tính bằng mấy? Trừ với trừ thành cộng rồi này. 5 đơn giản 10 là còn 2, 2 nhân 2 là 4. 4 chúng ta chuyển nó qua bên này. Thì trừ 7 trừ 4 thì nó B là mấy? Trừ 11. Trừ 11. Đây tôi viết vào đây. Trừ 2 phần 5 trừ 2 phần 5 nhân x. Trừ 2 phần 5 nhân x. Trừ cho 11. Trừ cho 11. Rồi. Hoàn toàn đúng nhá. Rồi tương tự như vậy. Thầy không làm nữa. Bạn nào muốn biết thì về nhà tự xem thêm. Chứ còn mấy cái này là thầy ôn thầy không thể nào thầy làm lại hết được. Rồi cái bài toán tố thì thường là các bạn bị sai nhiều. Rất nhiều bạn bị sai để thầy kiểm tra coi có những bạn nào. Kim Phụng Khánh Đoan Minh Anh này. Rồi Kim Phụng đâu? Lên tiếp. Kim Phụng. Kim Phụng. Dạ yeah, dạ yeah. Ở đây chúng ta thấy bạn cây đen này là một tài xế đúng không? Tài xế lái xe. Trong một lần anh ta thoát khỏi cái tòa nhà về cái vụ nổ. Thì ở đây đây là những cái thông tin thôi. Thì bắt đầu mới lái với một cái tốc độ để thoát ra khỏi cái gì đây? Để đến được một cái vùng an toàn cách đó bao xa? 160 mét. À, tức nghĩa là cái vị trí mà an toàn, safe zone là cái chỗ này nó an toàn. Thì nó ở cách xa 160 mét.
Sau 3 giây thì cô ta lái xe sao? 85 mét. Tức nghĩa là được 85 mét so với cái nào? So với safe zone. Chúng ta nhớ là cái bãi đậu xe nằm đây. Việc cái safe zone nó nằm đây. Hướng cô ta di chuyển là muốn di chuyển tới đây. Vậy thì khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu? Mấy? Dạ 160. Rồi, khoảng cách là 160 nha. Rồi, chúng ta thấy là sau 3 giây. 3 giây. Thì cô ta cách xa là bao nhiêu? Yes. 85 mét. Tới vị trí này. Đó là 85 mét này. Rồi. Với y đại diện cho cái gì? Đại diện cho cái gì? Dạ. Dạ, cái mét from safe zone. Cái khoảng cách từ đâu? Khoảng cách từ safe zone. Không, từ cái vị trí mà cô ta đang di chuyển tới đây. So với cái gì? So với safe zone đúng không? Dạ. Rồi. Vậy thì chúng ta có cái này là y này, khoảng cách này là y này, là sau t giây. Bây giờ chúng ta thiết lập được cái phương trình không? Dạ được. Ban đầu là bao nhiêu mét, cách xa bao nhiêu mét? Dạ 160. 160. Chúng ta trừ cho cái số mét đã đi bao nhiêu giây, ít giây. Mà ở đây người ta cho mình cái tốc độ chưa? Có cho mình cái tốc độ không? Dạ chưa. Chưa. Thì coi như là chúng ta chưa biết tốc độ, là chúng ta cộng cho A là tốc độ của nó này, nhân cho thời gian là x. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta trừ đi đó, chúng ta có thể, nếu mà dễ hiểu thì chúng ta ghi dấu trừ để biết rằng cái khoảng cách ban đầu chúng ta trừ cho cái quãng đường của ta đã di chuyển từ đây đến đây, đúng không? Sau t giây hoặc là ít giây chỗ này. Thì với vận tốc là A thì chúng ta nhân ít, thì chúng ta di chuyển được quãng đường là A nhân ít. Bây giờ A nhân ít chính là cái quãng đường này đây này. Chúng ta lấy 180 thì chúng ta trừ cho A ít thì chúng ta ra được Y. Vậy chỗ này chúng ta là Y. Bây giờ làm sao chúng ta xác định được tốc độ? Không. Sao xác định tốc độ? Mình sẽ lấy 160 trừ 85. Nó nói là ít 3 giây. Nếu nó là 3 giây thì đi được là bao nhiêu? Là cách xa bao nhiêu? Bao nhiêu đấy? Dạ 85 mét. Vậy thì không phải cái y nó là 85 mét không? So với ban đầu là 160. Trừ cho cái tốc độ nhân cho 3 giây. Thì nó sẽ ra kết quả là 85. Vậy thì chúng ta tìm ra được cái A bằng cách nào đây? Chúng ta chuyển cái 3 nhân A này qua bên kia. Đúng không? Tức nghĩa là 3A là bằng gì? Phỏng 160 trừ mấy? Phỏng trừ 85. Trừ 85. Vậy là 3A bằng 160 trừ cho 85. Nếu thầy chuyển 3 qua thành chia, qua bên này là chia 3. Vậy thì chúng ta ra được cái tốc độ là nhiêu? Thì 25. Vậy là 160 trừ cho 85 thì chúng ta được là 75 đúng không? 75. Chúng ta chia 3 thì chúng ta ra được tốc độ là 25 mét trên giây. Trên giây đúng không? Đó, chúng ta thế vào. Chúng ta xác định được cái A rồi. Chúng ta thấy vào đây. Chính là 25. Rồi, vậy thì Phụng đọc cái phương trình xem. Y bằng gì? Dạ, 160 trừ 25 x. Trừ 25 x. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Phụng giơ tay thầy xem. Chúng ta cần hiểu cái này nó liên quan tới cái phần lớp 6 sử dụng biểu thức đấy. Chúng ta nhìn vào là cái zone, cái vị trí của chiếc xe nằm đây so với cái zone mà an toàn nó nằm đây, và cái khoảng cách
ban đầu nó là 160, cách xa nhau. Vậy thì sau ít giây với vận tốc bạn ấy đi là chưa biết, chúng ta hiểu nó là a nhân x. Vậy thì khi a nhân x chính là cái quãng đường đã đi được. Vậy thì lấy quãng đường ban đầu trừ quãng đường đi được là a nhân x. Thì chúng ta sẽ ra được cái quãng đường còn lại chính là y. Vậy thì chúng ta hiểu y chính là cái vị trí mà cái xe nó đậu so với cái vùng an toàn thì nó chính là y thầy đã vẽ ra. Vậy thì chúng ta lấy 160, chúng ta trừ cho AX. Mà đây đề bài người ta cho cái gì? Người ta cho chúng ta rất rõ ràng là sau 3 giây thì cái khoảng cách so với cái zone là 85m, cái phần còn lại đấy thì chính là X và Y người ta đã cho, là chúng ta sẽ tìm được A. Còn có những bạn có thể tìm bằng cách là lấy cái này trừ cái kia, đúng không? Trừ cái kia là trừ 85m cách xa so với ban đầu, thì bạn đã tìm ra được là trừ đi nó ra là 75m đã di chuyển trong 3 giây. Thì bạn đấy cũng lập luận là tìm được cái tốc độ nó hàm lầm hoàn toàn đúng. Thì các bạn không có khác gì cả. Chúng ta làm sao cũng được. Nhưng nếu chúng ta vận dụng theo cái cách mà chúng ta thiết lập phương trình chuyển động đó, thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng và chúng ta làm bài toán phức tạp nó sẽ dễ dàng hơn. Mời bạn Vilon. Dạ con. Dạ. Dạ, từ. Carolina, cái bạn này đang làm một cái công việc liên quan cắt cỏ. Thì dạ, mỗi một cái công việc này người ta trả phí như thế nào nhỉ? Sáu đô cho mỗi trả cái đô. Phí gì đây? Phí này là phí ban đầu đúng không? Phí ban đầu, dạ. Phí ban đầu. Thêm cái gì? Và thêm 6 đô mỗi tiếng làm. 6 đô một giờ, tức là cái giờ công á, là 6 đô. Rồi cộng thêm cái phí cố định nữa. Mà dạ, đây người ta nói là bạn này làm phí cho 4 tiếng và được 32 đô. Vậy thì vậy, chúng ta thấy rằng á, phí ban đầu chúng ta chưa biết, chúng ta đặt nó là B được không? Dạ được. Cộng cho cái giờ công là A, chúng ta nhân cho thời gian làm là X, thì đây chính là tổng số tiền, nó chính là bằng Y. Chúng ta xem cái Y nó chính là cái này. Y chính là cái số tiền, X là số giờ. Chúng ta thấy quan hệ nó chưa? A là giờ công, bao nhiêu công một giờ. Đây là cái phí cố định B. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta đi tìm được cái A và cái B, là chúng ta viết được phương trình. Tìm sao? Mình lấy 4, mình nhân cho cái người ta cho gian. Mình cái giờ công chưa? Dạ rồi. Có giờ công chưa? Rồi ạ. Giờ công 4 rồi. Tiếng. Vậy chúng ta có Y bằng B cộng mấy? B cộng 6 nhân cho 4 là bằng Y cả. Bằng 6 nhân cho dạ, ớt cả. Rồi, 6 nhân ớt. Rồi bây giờ với mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ chúng ta thay vào đây là ớt bằng 4. Thì số tiền ban đầu B là bao nhiêu không biết. Nhưng chúng ta biết được số tiền đã trả là bao nhiêu? 3 mấy? Dạ, 32. 32 đô. Ở đây chúng ta suy ra được là B bằng mấy đây? B là bằng 8. 6 x 4 là 24. Chúng ta lấy 32 trừ 24 thì chúng ta thấy B bằng 8. Vậy thì chúng ta thay vào, chúng ta thay vào B đây. Vậy chúng ta có phương trình của chúng ta là gì? Viết lại là gì? 6 x cộng mấy? 6x cộng 8. Rồi, 6x cộng 8 ở đây. Ok. Mời bạn Kim Bảo. Kim Bảo đâu? Dạ. Yeah. Ở đây nói về cái bạn này đang lái từ cái biển chết đến một cái vị trí nào đó ở một cái địa danh Amman này.
thì nó sẽ tăng theo một cái tốc độ cố định, tức là vận tốc cao lên đấy. Rồi khi cô ta bắt đầu lái thì đang ở đâu? Vị trí là 400 mét ở dưới mặt nước biển. Ở dưới mặt nước biển, tất nhiên là bắt đầu lái là t bằng không hoặc là x bằng không. Chúng ta nhớ cái phương trình tổng quát của chúng ta là b cộng cho a nhân x. Vậy thì với cái phương trình này, cái b nó chính là cái độ cao ban đầu, a là cái tốc độ nó dâng lên cao. Vậy thì chúng ta nhớ là b nó bằng nhiêu đây? Mấy? B là bao nhiêu? 400. Sao 400? Bì lâu mà. Dạ, trừ 400. Nó nằm dưới mực nước biển, tức là b nó phải là trừ 400. Chúng ta quên về cái số âm rồi. Khi người ta nói là dưới mực nước biển là không, vậy thì ở dưới chúng ta phải đại diện cho nó phải là trừ 400. Các bạn học không có kỹ về về số âm là vậy đó. Rồi tốc độ lái thì sao? Biết không? Không biết. Yeah. Chưa biết tốc độ lên cao là nhiều, chưa biết là a. Nhưng mà người ta cho chúng ta biết cái gì? 2 giờ. Mấy giờ? 2 giờ. 2 giờ thì cái độ cao nó là mấy? 1000 mét. 1000, tức là chúng ta thay 2 giờ này thì độ cao y của nó là 1000. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái gì đây? 2A là bằng 1400. Chúng ta chuyển cái trừ 400 rồi con kia thành cộng 1400. Vậy chúng ta xác định được A bằng mấy đây? A bằng 700. 700. 700 đây là 700 mét trên gì? Mét trên dây. Thì trên đây. Mét trên giờ. Trên giờ. Cái độ cao nó dâng dần lên á. Rồi. Đọc lại cái hàm y bằng gì? Y bằng trừ 400 cộng cộng 700 x. Rồi, A là bằng 700 x. Rồi, ai đồng ý với bạn Kim Bảo giơ tay? Ai đồng ý với Kim Bảo? Tới algebra 1 rồi là các bạn đã phải rất là gần với cái này rồi. Bạn nào yếu hơn nữa thì phải qua cái lớp pre-algebra. Mà bây giờ cái lớp pre-algebra của thầy á, là phải học lớp ngày thứ 5. Là học chung với mấy em lớp 7 thì mới có. Chứ còn bây giờ lớp chiều chủ nhật á, là thầy cũng đã dạy qua cái pre-algebra rồi. Nên bạn nào làm bài còn yếu thì chúng ta cần phải tham gia dự tính vào cái lớp ngày thứ 5. Thầy đang ôn á, thì bạn nào có thời gian cảm thấy chỗ nào mình bị yếu thì chúng ta phải tự giác để báo thầy. Xin thầy, thầy sẽ cho ID để các bạn vô các bạn ôn thêm. Đúng không? Bên đó bây giờ bắt đầu học pre-algebra là đi vào cái tỷ lệ, tức là cái phần nội dung ở giữa cho đến cuối của pre-algebra đấy. Trong này thầy biết là có một số bạn mà yếu này. Chúng ta cần phải xem lại cái việc học của mình. Yếu mà còn lười nữa thì thầy thấy là có hay rồi. Rồi mời bạn Thanh Hạ. Dạ. Hình như cái này nó tương tự như cái bài lúc nãy đó. Này. Chúng ta thấy là lái đến vùng an toàn là với người ta cho này là cái gì đây? Dạ là vận tốc. À, vận tốc. Vậy thì chúng ta có y là bằng b ban đầu cách xa bao nhiêu không biết. Nhưng mà chúng ta biết là cái vận tốc nó là mấy? Dạ là 24 mét trên 1 giây. À, chúng ta nhân cho bao nhiêu giây? Ít giây. Phải không? Dạ. Mà người ta cho 70 là cái gì đây? Là cái khoảng cách mà của cái người đó so với lại cái vùng an toàn sau 4 giây. Sau 4 giây, vậy thì chúng ta thay vào đây. Ban đầu là bao nhiêu chúng ta không biết. Nhưng chúng ta thấy là sau 4 giây là 24 nhân 4 bằng 70. Thầy viết vậy đúng không? Đúng không? Thầy tìm B vậy đúng không? À?
Bạn Thanh Hà, tìm B về đúng không? Thầy biết về đúng không? Thầy ghi phương trình về đúng hay sai? Con nghĩ là sai. À, biết sao thì đúng. Biết thế nào thì đúng. Biết thế nào thì đúng. Nếu mà phản biện lại thầy là con thấy nó sai, vậy thì thế nào là đúng? Trừ 70 à? Trừ 70 hả? Ừ, khoan dạ. Chúng ta đọc lại coi. Bạn này lái xe thì để thoát khỏi một cái tòa nhà trong nổ thì phải lái đến một cái vùng an toàn, tức là chỗ này, sang một cái vùng an toàn. Và cách xa là bao nhiêu không biết, đúng không? Yeah. Nhưng mà người ta nói là sau 4 giây thì tại vị trí này nó là 70 mét. Vậy thì chúng ta đang so cái gì? Chúng ta lấy cái vùng an toàn là gốc tọa độ là 0, đúng không? Còn cái vị trí ban đầu nó là bao nhiêu? À, vị trí ban đầu nó cách xa đó là bao nhiêu không biết, thầy xem nó là B. Bây giờ chúng ta đang di chuyển về hướng nào? Về hướng số 0 đúng không? Yeah. Về hướng số 0. Nếu mà về hướng 0 thì chúng ta nhớ rằng là trên trục số này, zero này, theo cái hướng mà đi ra khỏi số 0 tôi gọi chiều dương, đi về cái hướng ngược lại về số 0 và đi về hướng bên này thì chúng ta gọi nó là chiều âm, đúng không hả? Dạ. Yeah. Rồi. Vậy thì nếu chúng ta đang ở cái vị trí cách xa đây là B mà chúng ta đi ngược lại, tức nghĩa là chúng ta đang nói là cái vận tốc đó âm hay là dương? Dạ, âm. Âm. Vậy chỗ này chúng ta phải để dấu gì? Dạ, dấu trừ. Dấu trừ. Chúng ta thấy là khoảng cách là B, chúng ta trừ cho cái quãng đường đã đi được là 24x, chúng ta phải trừ đi. Bởi vậy chúng ta mới hiểu nó cái dấu trừ đây là vận tốc đang đi ngược chiều. Chúng ta hiểu cái từ ngược chiều đấy trong vật lý. Khi ngược chiều thì cái vận tốc nó là âm, chúng ta ghi là trừ 24, vận tốc âm. Hoặc chúng ta hiểu là từ vị trí này chúng ta trừ đi cái khoảng cách chúng ta đã di chuyển thì chúng ta ra được cái này. Và như vậy chúng ta tìm ra được B là nhiêu? Dạ, B là bằng 70 cộng cho 24 nhân 4. À, 24 nhân 4 là mấy nhỉ? Dạ, 24 nhân 4 là bằng 96. Rồi. Vậy là B bằng 166. Rồi. B là 166. Đấy, chúng ta thấy vào đây. Vậy thì ban đầu nó phải ở một khoảng cách là 166. Sau đó chúng ta trừ đi tốc độ. Thế vào là nhiêu đây? Là 24. 24x. À, chúng ta ra được cái phương trình chuyển động của nó này. Rồi, ai đồng ý với bạn Thanh Hạ giơ tay để xem. Tới giờ này là chúng ta đã phải học ở trình cao như vậy rồi. Chúng ta phải hiểu được cái tốc độ là 24 m/s, nhưng nó đang đi ngược chiều. Nói về chuyển động á là đi ngược chiều đấy. Đang đi tiến về đâu? Tiến về zero mà. Nó đang cách xa zero một khoảng là B. Bây giờ nó đang di chuyển về zero, tức là đi ngược chiều vận tốc là âm. Hoặc chúng ta hiểu nó là lấy cái khoảng cách này chúng ta trừ khoảng cách đã đi thì nó ra khoảng cách còn lại. Chúng ta cũng phải hiểu theo cách đó. Nhiều bạn chưa thấy phản hồi thì không biết rằng có ý kiến khác so với bạn hay không. An Bảo, không? Chúng ta thấy bạn sai cứ phản biện chỉ lại cái chỗ sai của bạn thôi. Thầy đâu có biết nó đúng hay sai đâu. Rồi. Chúng ta kết thúc được cái phần bản đố này. Rất nhiều bạn lúng túng. Và đặc biệt những bạn mà sẽ thi lớp 10 á, là sẽ ra mấy cái này thôi. Mời bạn Thanh Nghi. Thanh Nghi. Hoàn thành cái phương trình điểm và góc, tức nghĩa là đi qua hai điểm đây này. Đấy. Nếu đi qua hai điểm
thì chỗ này như thế nào đây? Chúng ta biết sao? Thì đầu tiên là con tìm ra cái delta xy với x. Nó đi qua hai điểm A và B để bài nó tròn này. Nó đi qua hai điểm. Thì chúng ta thấy cái hệ số góc. Bây giờ chúng ta muốn viết cái phương trình đường thẳng này, thầy có thể gọi một cái điểm bất kỳ nằm trên này có tọa độ là xy được không? Được. Một điểm M có tọa độ là xy. Thì chúng ta thấy điều gì xảy ra giữa điểm M so với A và điểm M so với B? Thấy gì đặc biệt không? Con nghĩ là nó bằng một nửa. Cái gì? Cái gì bằng nhau? Bằng cái điểm mà A khoảng cách giữa AM. Hả? Chúng ta thấy số góc bằng nhau. Phải không? Dạ. Nếu mà thầy bao trùm cái chỗ này, thầy lấy hệ số góc giữa A và B, nó có giống nhau không? Dạ có. Có luôn. Vậy thì từ đây chúng ta viết một cái phương trình đường thẳng đi qua điểm M, đúng không? Một cách dễ dàng nhưng mà như sau. Bây giờ chúng ta tính cái slope giữa A và M đó là nhiêu? Dạ, tức là y trừ gì? Y trừ 6. À, chúng ta lấy điểm A như thế này này. Chúng ta lấy y trừ 6 chia cho x trừ 2 trừ x trừ cho trừ 2, đúng không? Cái này chính là cái slope giữa điểm M, tọa độ điểm bất kỳ nằm trên đường này, so với A là y trừ 6 chia x trừ cho trừ 2 bằng với gì? Bằng với slope của AB là gì đấy? Dạ là bằng cho 1 trừ cho 6. 1 trừ cho 6 chia cho? Chia cho 1 trừ cho trừ 2. À, trừ cho trừ 2. Trên trường chúng ta học cái phương trình này đúng không? Dạ. Đúng không Nghi? Học chưa? Dạ. Có học không? Có học trên trường không? Có, dạ có. Học. Chúng ta thấy phương trình đường thẳng đi qua điểm và hệ số góc. Nếu người ta cho không cho hệ số góc thì người ta cho chúng ta cái slope chính là đi qua hai điểm. Chúng ta tính được cái slope nó nè. Vậy thì chúng ta viết lại thì nó chính là gì? Đọc đi. Y trừ 6 chia. Y trừ 6 chia cho x tổng cộng 2 bằng. Và cái slope là mấy? Bằng. Bằng 5. Trừ 5 phần 3. À, trừ 5 phần 3. Chúng ta nhớ đây là cái slope. Nếu đi thi người ta không cho qua hai điểm, người ta cho một điểm với cái slope, chúng ta biết được không? Được. Được. Rồi, bây giờ chúng ta nhân chéo này lên. Nhân chéo hai vế đúng không? Chúng ta nhân hai vế thì tức là nhân chéo, vậy chúng ta ra phương trình là y trừ mấy? Y trừ 6 sẽ bằng cho 5 và trừ 5 phần 3x nhân cho x cộng nhân cho x 2. Rồi, trên trường thầy cô dạy cho các bạn một phương trình tổng quát là y trừ y ia chẳng hạn sẽ bằng cái slope của nó là hệ số góc là a nhân cho x trừ trừ x a trên trường học này đúng không? Nếu mà chúng ta có hệ số góc a chúng ta thế vào đây, chúng ta tính nó ra này, nó thế vào thì trên trường chúng ta học cái phương trình tổng quát. Còn tại sao thì chúng ta thấy là nó dựa trên cái gì? Dựa trên cái slope. Cái slope giữa điểm M so với điểm A. Nó sẽ cùng với cái slope giữa A và B chỗ này. Đi qua hai điểm. Đấy. Cùng cái slope. Nên thầy mới thiết lập được cái này này. Thì nó mới suy ra được cái tổng quát mà các bạn học trên trường đấy. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn Thanh Nghi viết cái này. Giơ tay cho thầy xem. Bạn nào nắm được? Trừ 5 phần 3 nhân cho x cộng cho 2. Rồi, bạn nào đồng ý giơ tay? Nhiều bạn chưa thấy giơ tay, không biết có hiểu được chỗ này hay không. Thầy nói rất là kỹ so trên trường đúng không Thanh Nghi? Yeah. À, nói rất kỹ chứ không phải thầy dùng công thức nữa. Thầy giảng tại sao nó có cái phương trình đó. Chúng ta dựa trên cái slope chúng ta sẽ biết được nó có phương trình. À, bạn Kim Bảo, Kim Phụng có ý kiến gì không?
Kim Bảo, bạn An, bạn Gia Bảo, thầy không thấy phản hồi, cũng không thấy mở mic ra nói, thầy mời cũng không được ấy. Rồi thầy check nha, chúng ta xem coi cái phương trình của chúng ta đã thiết lập được đó, đó là đi qua hai điểm, thực ra nó cũng chính là cái slot thôi. Tại sao nó ghi là point slot? Bởi vì á, chỗ này là cái điểm nó đi qua này, là x ở đây là trừ 2, y nó là 6. Còn cái slope chúng ta tính được dựa trên hai điểm, chính là cái slope ở đây này. Người ta bắt chúng ta viết cái slope ra, thế nó gọi là point slope equation các bạn. Rồi tương tự như vậy, chúng ta cũng có hai điểm, chúng ta thế vào, tính tương tự tiếp, không sợ thêm. Ở đây chúng ta, người ta cũng chỉ cho chúng ta một cái viết phương trình theo dạng chuẩn. Theo dạng chuẩn. Ở đây chúng ta có phương trình dạng chuẩn như sau. Ở trên trường chúng ta hay học là gì? AX cộng BY bằng C. Thì thực ra nó cũng sẽ giống với cái dạng mà chúng ta hay dùng ấy. Là chúng ta chuyển AX này qua bên này này. Thì chúng ta được là BY bằng gì? Mời bạn Thiên Bảo đọc xem. Thiên Bảo đọc. Thiên Bảo. Dạ. Yeah. Okay. B thì bằng gì đấy? Trừ. A gì? Dạ, trừ AX cộng C. Cộng C. Nếu thầy chuyển B qua thành chia, tức là Y bằng trừ A chia mấy? Chia B x cộng C chia B được không Bảo? Dạ được. Rồi. Bây giờ người ta cho chúng ta là cái dạng chuẩn, viết cái dạng này vẫn được nha các bạn. Và các bạn cũng thể suy ra được cái dạng mà chúng ta cần tìm là cái chỗ này. Nó thể viết hai dạng. Và chúng ta thấy người ta thích viết cái dạng này cũng khá nhiều đấy. Rồi bây giờ nếu chúng ta để nguyên dạng này đi, là AX cộng BY bằng C. Bây giờ làm sao chúng ta vẽ được đồ thị của nó? Chúng ta thấy đi qua hai điểm thì chúng ta xác định cái gì? Thiên Bảo. Để gọi nhiều quá. Dạ. Yeah. Phải chú ý vào chứ. Bây giờ làm sao vẽ được cái đồ thị của cái phương trình này? Làm gì? Dạ, yeah, đặt x bằng 0 xong rồi tìm ở. Rồi, chúng ta tìm hai giá trị. X bằng 0 thì y bằng mấy? Dạ, trừ 6. Trừ 6. Rồi, chúng ta lấy một điểm nữa. Y bằng 0 thì x bằng mấy? Dạ, bằng 5. Bằng 5. Chúng ta lấy hai điểm đặc biệt. Thay vào đây. Rồi, x bằng 0, y bằng trừ 6. Và y bằng 0 thì x bằng 5. Đấy, qua hai điểm. Rồi chúng ta thay vào. Chúng ta check nha. Đó, chúng ta lấy hai giá trị đặc biệt chúng ta không vẽ được. Tương tự như vậy, đối với cái này, chúng ta muốn vẽ được thì chúng ta lấy hai cặp giá trị thôi. Hai cặp nào cũng được. Ở đây bạn chọn cái mà đơn giản nhất để chúng ta xác định được. Rồi tạm thời các bạn ra chơi, sau đó quên ghi hình này. 12% butter flash. 12% loại này trong 500 ml này. Vậy thì chúng ta phải nhân vào thì chúng ta mới ra được cái số lượng butter flat ở trong 500 ml. Và 18% trong cái gì? Ít ở đây chúng ta hiểu nó là whipping cream. Không, ít là cái thể tích. Vậy thì nó chiếm 18%, tức là 18% ít là cái số lượng butter flat có trong cái này. Và 4% ở trong cái thể tích là y sữa, thể tích là y. Vậy thì 4% trong sữa chúng ta nhân cho y thì nó chính là butterflat trong cái sữa. Chúng ta cộng lại thì nó ra được cái số lượng này.
đúng không Thanh Hà? Dạ. Yeah. Chúng ta hiểu cái điều đó. Vậy thì nếu nó nằm trên đường màu đỏ này, tức nghĩa là nó có đạt tiêu chuẩn về cái phần trăm này không? Nó bị ít hơn. Không, nếu mà nó cái điểm nó nằm trên đường thẳng ấy, thì có đạt không? Dạ có. Đạt. Vậy thì nếu nó nằm trên, tức là sao? Nó bị thừa. Bị vượt, đúng không? Bị vượt rồi đấy. Còn cái chấm này nó nằm trên bằng màu xanh nhạt. Là nó dưới gì? Nằm trên đường thẳng là chúng ta mua đúng 500ml. Hai loại. Còn này là chúng ta mua dưới đúng. Dưới đó. Vậy chọn câu nào? Ít hơn so với ý định về thể tích. Vậy thì câu nào là có ít hơn? Dạ câu C. Câu C là ít hơn về thể tích này. Ít hơn, còn này là mua đúng. Còn này là mua đúng. Còn này là mua ít hơn. Còn câu D là mua nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta thấy câu C thấy có vẻ là đáp ứng rồi đó. Còn chúng ta thấy là so với đường màu đỏ là nó vượt. Vậy là nó nhiều hơn so ý định về phần trăm, đúng không? Hả? Dạ. Yeah. Vậy cuối cùng là chọn câu? Dạ, câu C. Câu C. Check. Đó, câu C. Mời bạn An. 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 Yeah. Trên trường học này chưa? Chưa. Chưa? Còn đang học. Đang học tới trình độ cao rồi mà sao bảo này chưa được? Chưa. Thôi, chưa thì bây giờ học. Có mới vô, chưa đọc được cái đấy. Nãy giờ thoát đi đâu? Dạ không, nãy giờ hết pin máy tính nên đi tìm cái sạc. Lúc nãy thầy đang nói là cái điểm mà nó nằm trên cái đường thẳng ấy, thì chúng ta thấy là nó đạt cái tiêu chuẩn của đề bài. Ví dụ như cái đề bài đó, nó cho chúng ta một cái phương trình được mô tả từ một bài toán. Thì nó có phương trình. Vậy thì cái điểm nằm trên cái đường thẳng đó có thể là nó đạt yêu cầu. Còn nếu nằm dưới thì sao? Nằm dưới thì sao? Là dưới yêu cầu. Nằm trên là trên cái yêu cầu. Cũng giống như mai mốt chúng ta thống kê cái sự thỏa mãn của khách hàng bằng một cái đường cong hay một cái đường thẳng. Thì chúng ta thấy là nhu cầu của ông khách hàng A nó được thể hiện bằng này, nằm dưới, tức là nhu cầu của ông thấp hơn so với cái đường thỏa mãn chung của các khách hàng. Còn nếu mà một ông khách hàng B, cái giá trị của ông muốn nó nằm trên cái đường nhu cầu chung, tức là nó vượt. Vậy thì chúng ta biết được cái nhu cầu của ông khách hàng B này là nằm trên cái sự thỏa mãn. Vậy thì khi chúng ta học về thống kê hay là chúng ta học về các vấn đề đo lường ấy, thỏa mãn, sự thỏa mãn của khách hàng, thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái đường thẳng thể hiện cái sự thỏa mãn khách hàng là này này. Chúng ta đo được cái mức trung bình khách hàng kỳ vọng mong muốn là cái này, tức là cái mức khách hàng thỏa mãn. Giờ thấy cái ông khách hàng B mà ông đưa ra chúng ta vượt cái kỳ vọng chung, khách hàng A này chúng ta thấy nằm dưới. Vậy thì cái mà chúng ta mong muốn có được những ông khách hàng là nó chỉ xoay quanh gần gần trên dưới cái đường thẳng này thôi. Tức nghĩa là cái đường kỳ vọng chung là chúng ta thấy là đáp ứng. Còn cái ông khách hàng nào nó nằm dưới này là chúng ta thấy là khả năng là đi toàn. Hoặc khả năng trên này là không đáp ứng. Cũng giống như thầy đo lường cái gì? Thầy đo lường cái năng lực chung của lớp nó làm đây. Bây giờ tự nhiên có một bạn A học dưới mức quá nhiều, nằm mãi dưới này, thì thầy nghĩ là cái bạn này trước sau thì cũng nghỉ thôi, đúng không? Và dưới cái mức trung bình chung lớp mà chúng ta không điều chỉnh, không cố gắng, chúng ta ở cái mức mà quá xa so với nhu cầu thầy đo lường, thầy thấy cái khoảng cách này này, thầy thấy nó quá xa. Như bạn này cũng nằm đây đi, đúng không? Nhưng nằm dưới, nhưng mà thầy thấy là cái khoảng cách D này này, thầy tính ra là cũng gần gần sắp xỉ. Một bạn khác gần gần đây, thầy thấy được là cũng gần với cái nhu cầu chung. Vậy thì thầy kỳ vọng là những bạn này sẽ ổn định việc học do nó đi theo đường
kỳ vọng chung hay là trình độ chung. Còn cái bạn nào mà xa quá, vượt xa quá thì bạn này trước sau cũng nghỉ thôi. Nên khi mà thầy đo lường và thầy sắp xếp lớp các bạn thì thầy cũng phải xem coi là cái mức độ trung bình của các bạn như thế nào để thầy dạy, để nó không vượt quá xa, hoặc thầy phải sắp lại lớp. Thì hiện nay có bạn muốn sang lớp thứ tư như là Thiên Bảo, Kim Phụ, nhưng nó không đáp ứng được cái kỳ vọng của thầy về mặt sự chăm chỉ đối với lớp ngày thứ tư. Không đạt. Lớp ngày thứ tư là một lớp khá là đặc biệt, là các bạn phải chăm chỉ, tại vì lớp học vượt và học nhanh nữa. Nên các bạn muốn theo được lớp đó không phải muốn là được, mà thầy phải đo cái kỳ vọng của các bạn và đo cái mức độ chung là các bạn chăm chỉ ở mức nào. Quá lười tức là nằm xa dưới này này thì thầy không thể nào thầy nhận được, bởi vì sẽ không theo kịp lớp, càng học nó càng tăng lên và tiến độ đi rất là nhanh. Vậy thì nếu chúng ta lười, tức là chúng ta ở quá xa so với kỳ vọng về thời gian, vậy thì các bạn sẽ không được nhận. Bởi vì các bạn theo là các bạn yếu ngay, trước sau thì cũng sẽ yếu nên không nhận được. Nếu các bạn không điều chỉnh trong 1-2 tuần, không thấy xi nhê gì hết, chúng ta nên quay về cái lớp đúng của mình. Chúng ta không nên học vượt nếu chúng ta không thỏa mãn. Nên cái đường thỏa mãn này nó rất là quan trọng nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn An trả lời cho thầy. An. Yeah. Rồi bây giờ nhìn thế này. Chúng ta thấy là Chana và Yoshi, hai bạn đấy chơi trượt này sao? Cùng thời điểm. Thời điểm. Đúng không? Ở yeah. cùng một hướng, cùng thời điểm và cùng hướng nữa. Nhưng bạn này có một cái gì? Đi trước được 10 mét. 10 mét. Tức nghĩa là điểm xuất phát là 0. Ở mức 0. Thì các bạn kê là xuất phát trước 10 mét. Nằm đây. Vậy thì thầy lấy cái bạn đi trước là bạn nào? Joyce. Rồi. Xuất phát cùng thời điểm nhé. Rồi bạn Chana sao? Vận tốc mấy? Trên giờ. V của bạn xe này là 3 mét trên giây. Vận tốc đó. À trên giây. Còn bạn Yoshi là 2 mét trên giây. Rồi là 2 mét trên giây. Ở đây là viết phương trình chuyển động đó. Viết sao đây? Cái bạn gì đây? Bạn Chana. Nó chuyển động theo phương trình như thế nào? Y bằng gì? Y bằng 3x. 3x. Đây, y bằng 3x này. Phương trình chuyển động của bạn Chana là y bằng 3x. Để ký hiệu chữ Chana. Bởi vì sao? Vận tốc là 3 mét trên giây nhân cho x giây thì quãng đường bạn đi được bằng này. Nhưng mà điểm xuất phát của bạn là 0. Nên chúng ta sẽ cộng là 0. Còn bạn còn lại là gì? Y bằng gì? Y bằng 2x cộng 10. 2x cộng? Cộng 10. Cộng 10. Đây là của bạn Jose. Đây là phương trình chuyển động của hai bạn đúng không? Rồi. Người ta viết sẵn cho chúng ta đây này. Nhưng mà thầy cố gắng thầy viết lại để giảng lại cho các bạn nắm. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy là cái đường này. Đường này là của bạn Jose. Đường này là của bạn Chana. Rồi. Bây giờ chúng ta trả lời cái điểm G này nghĩa là gì đây? Điểm G nó có tọa độ nằm trên đường gì? Đường y bằng 3x. Y bằng 3x. Vậy thì điểm G này có nghĩa là cái gì? Nghĩa là cái gì? Vận tốc. Tôi chiếu xuống trong với thời gian là bao nhiêu? Thời gian là 20 giây. Trong thời gian là 20 giây thì chúng ta so sánh được hai bạn này thế nào? Bạn Chana đi xa hơn. Đi xa hơn so với bạn gì? Josie. Chúng ta thấy là tại cái thời điểm là 20 giây thì chúng ta tìm được tại cái điểm này này chính là cái gì? Là quãng đường của bạn Josie đã đi được.
Còn cái điểm G này là quãng đường của bạn Chana đã đi được. Và chúng ta thấy là nó cao hơn, đúng không? Nó nhiều hơn. Vậy thì chúng ta chọn câu nào là câu trả lời đây, điểm G. Chọn nào? Câu A, khoảng cách của Chana từ điểm bắt đầu xuất phát sau chu si có đúng không? Dạ không. Chúng ta nhớ đây là chu si, đây là Chana. Ý người ta đang câu này người ta nói là điểm bắt đầu là đây này. Đây là điểm bắt đầu của bạn. Bạn gì? Bạn Chana. Chana. Điểm bắt đầu. Thì nó ở sau bạn chu si chỗ này. Câu này nói đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng, nhưng người ta đang hỏi cái điểm gì? Điểm G. Điểm G chứ không phải hỏi cái điểm bắt đầu này nhá. Nên câu này sai. Câu B là gì? Khoảng cách từ điểm bắt đầu khi ở đằng sau Chana. Nó cũng hỏi là tại đây thôi, tại thời điểm bằng không ấy. Vậy thì câu này sai. Càng sai nữa. Không thể nào sau Chana được. Josie nó đi trước mà. Chúng ta nhìn thấy điểm bắt đầu đây không? Josie. Câu C. Chana và Josie có khoảng cách bắt đầu. Đó. Tại thời điểm khi mà Chana catch up và bắt kịp. Tức là nó làm đâu? Điểm giao này đúng không? Yeah. Catch up ở đây có nghĩa là nó có cùng tọa độ. Đúng không? Cùng cái tọa độ mà di chuyển á, chiều hôm nay này. Tức nghĩa là tại thời điểm khoảng 10 giây thì hai bạn này đã thế nào? Bắt kịp nhau. Bắt kịp nhau chính là cái điểm giao này. Chúng ta hiểu cái điểm giao này là bắt kịp nhau. Còn cái điểm G này là chúng ta vừa mới nói xong là khoảng cách từ cái điểm xuất phát khi đó tại cái thời gian này này là Chana. Bạn nào? Chana đi xa Josie. Chana nằm đây. Còn Josie nằm đây, vượt xa, đúng hay sai? Đúng. Mình chọn câu gì? Câu D. Câu D. Rồi thầy khảo sát bạn nào hiểu cái bài vừa rồi và đồng ý ý kiến của bạn giơ tay rồi. Cái ngữ cảnh của hệ phương trình này thầy thấy nhiều bạn sai lắm nhé. Rất nhiều bạn sai đi sai lại sai rất nhiều lần. Bởi vì chúng ta không hiểu cái vấn đề của hệ phương trình nó là cái gì. Chúng ta chỉ biết thế vào chúng ta giải đi tìm nghiệm thôi. Chứ chúng ta không hiểu được cái đường thẳng này nghĩa là sao. Nghiệm của bất phương trình là sao. Thầy mời bạn Thanh Hạ. Thanh Hạ. Yeah. Ở đây người ta nói là một thuê bao cái thư viện online này thì có hai loại lựa chọn. Một cái là trả theo phí gì? Phí gì đây? Loại một là gì? Chúng ta có hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là phí sao? Kiểu là phí thường niên ấy hả? Phí thường niên. Tức nghĩa là chúng ta mượn nhiều mượn ít. Một năm chúng ta cứ trả cộng là $96. Một loại lựa chọn thứ hai cho mình là gì? Là trả $3 cho mỗi cuốn sách. Mỗi quyển sách. Vậy thì nếu chúng ta xem Y là cái gì đây? Y là giá. Là chi phí chúng ta sẽ trả cho ít quyển sách. Thì có phải chúng ta có cái phương trình đó là gì? Y bằng $3 một quyển nhân ít quyển là 3X. Vậy thì đây chính là phương trình thể hiện cái số tiền mà chúng ta phải trả. Đó là cái này. Đúng không Thanh Hà? Dạ. Yeah. Rồi. Còn nếu mà thuê bao cũ đó, thì chúng ta thấy là cái số tiền chúng ta trả là như thế nào? Thuê bao nhiêu thì chúng ta cũng chỉ trả $96. Tức là cái đường nằm ngang đúng không? Dạ. Yeah. Chúng ta có thuê 20 quyển thì cũng là 96. 60 quyển cũng 96. Vậy thì cái cố định ở đây là thể hiện là cái đường nằm ngang. Nó đi qua cái value là 96 nằm đây. Đây. Nhìn vào cái hình ảnh này chúng ta chọn cái điểm Q này nghĩa là cái gì?
Quy này là gì? Quy này đại diện cho cái gì đây? Cho giống như kiểu cái số tiền nào mà nó trả nhiều hơn hay ít hơn vậy? Bây giờ nếu mà quy nó nằm ở trên cái đường bầu nằm ngang này, tức là trả phí cố định đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta xét từng câu đi cho nó dễ. Câu A. Số sách và chi phí của cái thuê bao với gì? Với chi phí so với chi phí thường niên thì nó ít hơn. Thì nó ít hơn. Chi phí thường niên thì nó ít hơn so với cái gì? So với chi phí theo quyển đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì cái nào ít hơn? Theo cái câu này nó nói cái nào ít hơn? Cái theo quyển. Theo quyển ít hơn hả? Cái câu này nó nói là số sách và chi phí theo thuê bao theo quyển này. Hàng năm ít hơn, đúng không? À, chúng ta thấy chỗ này nó nói đây là hàng năm ít hơn. Vậy là chi phí hàng năm ít hơn chi phí theo quyển. À, vậy chúng ta thấy nó đúng không? Dạ, đúng. Có vẻ đúng đấy. Rồi chúng ta kiểm tra câu B. Câu B là số sách và số tiền thuê bao. Mà cái chi phí theo sách thì nó ít hơn so với hàng năm. Có đúng không? Dạ không. Đúng. Nó phải nằm đây này. Nằm đây này. Nằm đây. Là chi phí trả theo quyển. Thì nó nằm ở đây. Chúng ta mới thấy là chúng ta trả cái số tiền tương ứng là chỗ này. Là chúng ta chỉ trả có mấy chục đô thôi. Nó chưa đạt 96 đô thì nó mới ít hơn. Đúng không? Rồi tương tự. Hai cái này là chi phí thuê bao và chi phí hàng năm là bằng nhau. Tức là tại cái điểm giao này này. Điểm giao này thì chúng ta mới thấy nó bằng nhau. Câu D là không thể, không thể với thuê bao. Tức nghĩa là có thể cái điểm đó nó nằm dưới âm hay sao đó. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn là chọn câu A giơ tay thì xem. Rồi, thầy trách nhé. Hoàn toàn chính xác. Rồi. Hôm nay chúng ta dừng lại ở cái bài đây cho thầy dễ nhớ để hôm sau.